Chân dung 12 vị thiết mạo tử vương thời nhà Thanh. Nhà Thanh phong tước chia làm hai loại, một loại là nhờ lập công trong chiến trận, gọi là công phong, loại kia là phong cho các con cháu hoàng tộc trong tình huống bình thường, gọi là ân phong. Phương thức tập tước cũng được chia làm hai loại, một là thừa tập đệ giáng, với loại thừa tập này thì con cả thừa tước của cha nhưng giáng xuống một cấp, loại kia là thế tập võng thế, tức giữ nguyên tước hiệu mà truyền đi mãi mãi. Con cháu khi thừa tập được giữ nguyên tước vị của cha ông mình đã được ban, không thay đổi qua các đời. Trường hợp này chỉ thường áp dụng cho những hoàng tộc có quân công hiển hách. Nhà Thanh có 12 tước vị hằng vương, bao gồm thân vương và quận vương, được truyền tước cho con cháu mà không bị giáng cấp, họ được gọi là thiết mạo tử vương. Thiết mạo tử vương là tên gọi những vương tước thế tập thời nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Thông thường các vương gia truyền tước lại cho con trai mình, nhưng sẽ bị giáng xuống một cấp. Chỉ có các thiết mạo tử vương là được giữ nguyên tước vị khi truyền lại cho con. Trong lịch sử nhà Thanh, tổng cộng có 12 vị thiết mạo tử vương. Trong số 12 vương gia này, có 8 vị được phong vào thời kỳ sơ lập do lập được chiến công, 4 vị còn lại được phong vào thời kỳ sau do đấu tranh chính trị, giành được sự sùng ái của hoàng đế mà được thụ phong. Hãy cùng Oanh Tạc Hậu Cung điểm qua cuộc đời của họ trong lịch sử nhé. Đây là sản phẩm của kênh Oanh Tạc Hậu Cung, vui lòng không sao chép và dì úp video dưới mọi hình thức. Đầu tiên là nhóm 8 vị thiết mạo tử vương, được công phong vào thời sơ kỳ của nhà Thanh. Một là 6 vị Hòa Thạc Thân Vương. Số 1, Hòa Thạc Lễ Thân Vương Đại Thiện. Ông là con trai thứ hai của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Năm Sùng Đức Nguyên Niên 1636, Thanh Thái Tông kế vị, Đại Thiện được phong làm Hòa Thạc Lễ Huynh Thân Vương. Phong hiệu lễ tiếng Mãn nghĩa là hữu lễ, đoan trang. Từ năm Vạn Lịch thứ 37 1609, Đại Thiện đã nắm giữ Hồng Kỳ. Đến năm thứ 43, 1615 thì tách Hồng Kỳ làm Chính Hồng Kỳ và Tương Hồng Kỳ. Trong đó, Tương Hồng Kỳ được giao cho trưởng tử Nhạc Thác và thứ tử Thạc Thác cùng nhau nắm giữ. Vì vậy, lưỡng Hồng Kỳ đều thuộc về một chi lễ vương phủ. Lễ Thân Vương là kỳ chủ vương của Chính Hồng Kỳ, nắm giữ kỳ quyền tương đối mạnh mẽ, địa vị luôn rất cao, được xem như đứng đầu trong chư vương tông thất. Bất luận là thời kỳ nào, lễ vương phủ đều được chư vương tôn lên hàng đầu. Năm 1648 cải thành Hòa Thạc Tốn Thân Vương. Năm 1659 cải thành Hòa Thạc Khang Thân Vương. Năm 1778 phục lại hào vị Hòa Thạc Lễ Thân Vương. Đại Thiện có tất cả 8 con trai, trong đó trưởng tử Nhạc Thác cũng trở thành một trong 12 thiết mạo tử vương của nhà Thanh. Số 2, Hòa Thạc Trịnh Thân Vương Tế Nhĩ Cáp Lãng. Ông là con trai thứ 6 của Thư Nhĩ Cáp Tề, em của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Vào thời Thuận Trị, Tế Nhĩ Cáp Lãng cùng Đa Nhĩ Cổn trở thành nhiếp chính. Trải qua những biến động, Tế Nhĩ Cáp Lãng đứng vững trong hàng Hoàng Thúc, được Thuận Trị đế nể trọng. Đến năm Thuận Trị thứ 9, 1652 thụ thúc Hòa Thạc Trịnh Thân Vương, trở thành một trong thiết mạo tử vương. Tuy có đến 2 lần đại biến, song địa vị của Trịnh Vương phủ một chi trong hoàng phái vẫn là cao quý, vẫn là đại kỳ chủ của Tương Lam Kỳ hiển hách. Sau khi Đa Nhĩ Cổn bị hạch tội đoạt tước, ông trở thành thúc vương có được sự tôn trọng cực kỳ lớn trong hoàng thất. Vì Tế Nhĩ Cáp Lãng giữ Tương Lam Kỳ, sau khi phân phong đến hết đời Thanh, hậu duệ của ông đều là người Tương Lam Kỳ. Năm 1657 cải thành Hòa Thạc Giản Thân Vương. Năm 1778 phục lại hào vị Hòa Thạc Trịnh Thân Vương. Số 3, Hòa Thạc Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn. Ông là con trai thứ 14 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Thời Thuận Trị, ông trở thành nhiếp chính vương, quyền khuynh thiên hạ. Phong hiệu duệ của Đa Nhĩ Cổn, mãn văn là thông tuệ, hiền triết. Năm thứ 7 1650, Đa Nhĩ Cổn qua đời, được truy thụy như một hoàng đế, song sang năm sau 1651, thì bị Trịnh Thân Vương và phe cánh dâng tấu hạch tội, Đa Nhĩ Cổn và người thừa kế là Đa Nhĩ Bác đều bị tước đi phong hiệu. Đến năm 1778 được phục hiệu, con cháu được quyền thế tập tước vị. Vì bản thân Đa Nhĩ Cổn không con, thừa kế là con trai thứ 5 của em út Dự Thông Thân Vương Đa Đạc, tức Đa Nhĩ Bác. Lúc cực thịnh thời Thanh Sơ, Đa Nhĩ Cổn tự mình chiếm giữ hai bạch kỳ trong bát kỳ, có được kỳ quyền thậm chí ngang với hoàng đế. Nhưng từ khi Đa Nhĩ Cổn bị truy đoạt thụy hiệu lẫn miếu hiệu, Đa Nhĩ Bác bị cách tước quy tông, một chi duệ vương phủ đoạn tuyệt, rồi lại ở thời Càn Long thiết lập như cũ, cho hậu duệ Đa Nhĩ Bác thừa tước thế tập. Số 4, Hòa Thạc Dự Thân Vương Đa Đạc. Ông là con trai thứ 15 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Năm Sùng Đức Nguyên Niên 1636, ông được Hoàng Thái Cực phong làm Dự Thân Vương. Phong hiệu dự có mãn văn ý là hùng tráng, kiên cường. Đa Đạc có tổng cộng 8 người con trai. Năm 1652, con trai ông là Đa Ni Tập Tước, cải thành Hòa Thạc Tín Thân Vương, sau đó bị giáng xuống Đa La Tín Quận Vương. Năm 1778 thời Càn Long, phục lại hào vị Hòa Thạc Dự Thân Vương. Kỳ tịch của một mạch dự vương phủ biến động khá lớn,
liên quan đến những lần đổi kỳ thời Thanh Sơ. Đa Đạc là đích tử nhỏ tuổi nhất của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nhận được một nửa kỳ của Tương Hoàng Kỳ. Thái Tông lên ngôi, tiến hành đổi kỳ lần đầu tiên, Đa Đạc trở thành đại kỳ chủ của chính Bạch Kỳ. Sau khi Thái Tông mất, Đa Nhĩ Cổn tiến hành cải biên Lưỡng Bạch Kỳ. Đa Đạc và A Tế Cách cùng chia nhau Tương Bạch Kỳ. Lần cuối cùng đổi kỳ chính là sau khi Đa Đạc qua đời, Đa Nhĩ Cổn đem Đa Ni nhập vào chính Lam Kỳ. Vì vậy, một mạch dự vương phủ thuộc về chính Lam Kỳ. Số 5. Hòa Thạc Túc thân vương Hào Cách. Ông là con trai trưởng của Hoàng Thái Cực. Hào Cách từ nhỏ sống trên sa trường, vì lập được công lao khai phá Giang Sơn Đại Thanh nên được phong tước. Ban đầu được phong làm bối lặc, sang thời Sùng Đức thì được ban tước Túc thân vương. Đến thời Thuận Trị, ông cùng Đa Nhĩ Cổn bất hòa, nên cả hai đều bị đoạt tước. Sau này tuy được khôi phục, nhưng ông lại bị Đa Nhĩ Cổn hãm hại, bị giam cầm trong ngục cho đến chết. Hào Cách có tất cả 7 con trai, trong đó chỉ có con trai thứ 4 Phú Thụ là Đích Xuất, vì vậy được kế thừa Đại Tông. Khi Thuận Trị tự mình chấp chính, ông mới được giải tội, Thuận Trị đế sửa lại phong Hào thành Hiển. Đến năm Càn Long thứ 43, 1778, phục lại Hào vị Hòa Thạc Túc thân vương, xứng được hưởng thái miếu. Phong hiệu Túc của Hào Cách, Mãn Văn Ý là Nghiêm Khắc, Nghiêm Túc. Về sau, đổi thành phong hiệu Hiển, Mãn Văn Ý là Hiển Hách. Túc vương phủ nhập kỳ sớm nhất là vào cuối những năm Thiên Mệnh, Hào Cách được phong nhập Tương Bạch Kỳ. Sau khi Hoàng Thái Cực lên ngôi đã cho hoán đổi 2 Hoàng Kỳ và 2 Bạch Kỳ, Hào Cách chuyển sang nắm giữ Tương Hoàng Kỳ. Năm 1635, chuyển sang nắm giữ chính Lam Kỳ. Sau khi Đa Nhĩ Cổn qua đời, Thuận Trị đế đem Tương Bạch Kỳ trả lại cho Túc vương phủ. Từ đó, Túc vương phủ luôn nằm trong Tương Bạch Kỳ. Số 6. Hòa Thạc thừa trạch thân vương Thạc Tắc. Ông là con trai thứ 5 của Hoàng Thái Cực. Năm Thuận Trị Nguyên Nhiên 1644, ông được phong tước thừa trạch quận vương. Năm thứ 6 1649, vì nhiều lần lập chiến công mà ông được Đa Nhĩ Cổn tấn thăng thân vương. Nhưng một năm sau vì liên lụy bởi sự việc của Hào Cách mà ông lại bị hàng xuống quận vương. Năm thứ 8 1651, vì có công trong suốt quá trình đưa thanh binh nhập quan mà ông được Thuận Trị đế phục phong thừa trạch thân vương. Ông có 4 con trai, trong đó Bác Quả Đặc Thế tập tước vị. Năm 1655 cải thành Hòa Thạc Trang thân vương. Hai là hai vị Đa La quận vương. Số 7. Đa La Khắc Cần quận vương Nhạc Thác. Ông là con trai trưởng của Lễ Liệt thân vương Đại Thiện. Năm Sùng Đức Nguyên Niên 1636, ông được Thanh Thái Tông phong làm thành thân vương. Năm sau thì bị hàng tước. Sau khi mất, ông được truy phong làm Khắc Cần quận vương. Năm 1638, con trai ông là La Lạc Hồn tập tước, cải thành Diễn Hy quận vương. Đến năm 1646, cháu nội là La Khoa Đạt lại cải thành Bình quận vương. Đến những năm Càn Long lại đổi trở về Khắc Cần quận vương, được Thế Tập Võng Thế. Phong hiệu thành của Nhạc Thác có Mãn Văn Ý là Thành Công, Thành Tựu. Về sau Nhạc Thác được truy phong hiệu Khắc Cần, Mãn Văn Ý là Cần Cù. Phong hiệu Diễn Hy của La Lạc Hồn, Mãn Văn Ý là Có Phúc, Có Lộc. Phong hiệu Bình của La Khoa Đạc, Mãn Văn Ý là Hòa Thuận, Bình Thản, Ôn Hòa. Năm Vạn Lịch thứ 43, 1615, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cải tổ tứ kỳ thành bát kỳ. Tương Hồng Kỳ được phân ra từ Hồng Kỳ ban đầu, trên danh nghĩa đều do Đại Thiện làm kỳ chủ. Nhưng đến năm Thiên Mệnh thứ 8, 1623, do sự đối đầu giữa Đại Thiện và hai người con trai, do nguyên phối sinh ra là Nhạc Thác và Thạc Thác, trong gia đình xuất hiện mâu thuẫn, vì vậy Nỗ Nhĩ Cáp Xích liền cho hai anh em phân ra với Đại Thiện, lại giao Tương Hồng Kỳ cho Nhạc Thác và Thạc Thác, từ đó cũng trở thành kỳ chủ của Tương Hồng Kỳ. Cho đến thời Thanh Mạt, Khắc Cần Vương Phủ vẫn luôn nằm trong Tương Hồng Kỳ. Số 8. Đa La Thuận Thừa Quận Vương là Khắc Đức Hồn. Ông là cháu nội của Lễ Liệt Thân Vương Đại Thiện, con trai thứ 2 của Dĩnh Nghị Thân Vương Tát Cáp Lân. Năm Thuận Trị thứ 5, 1648, Lạc Khắc Đức Hồn được phong làm Thuận Thừa Quận Vương. Thuận Thừa Vương Phủ với tư cách là một chi của Lễ Vương Phủ, có kỳ tịch giống với một chi Lễ Vương Phủ, đều thuộc chính Hồng Kỳ. Nhưng với tư cách là nhập bát phân vương công, Thuận Thừa Vương Phủ không có trung tá lĩnh với Lễ Vương Phủ. Điều này khiến cho Thuận Thừa Vương Phủ tương đối độc lập so với Lễ Vương Phủ, có thể xem như là một chi độc lập. Cụ thể hơn, Lễ Vương Phủ thuộc vào chính Hồng Kỳ đệ tứ tộc, còn Thuận Thừa Vương Phủ thuộc chính Hồng Kỳ đệ nhất tộc. Tiếp theo là nhóm 4 vị Thiết Mạo Tử Vương, được ân phong vào thời Trung và hậu kỳ của nhà Thanh, tất cả đều là Hòa Thạc thân vương. Số 9. Hòa Thạc Di thân vương Dận Tường. Ông là con trai thứ 13 của Khang Hy đế. Năm Khang Hy thứ 61 1722, ông được anh trai là Ung Chính đế phong làm Di thân vương. Năm Ung Chính thứ 3, 1725, ra thêm Nghị Chính đại thần, ra thêm Đa La quận vương. Năm thứ 5 1727, Ung Chính đế ban ngự thư trung kính thành trực cẩn thận liêm minh, làm thành Biển,
Sau khi qua đời được ban thụy là Hiền, Ung Chính Đế chiếu phục lại bối tự chữ Giận, xứng hưởng Thái Miếu, tước vị do con trai là Hoàng Hiểu thừa tập. Năm Hàm Phong thứ 11 1861, xảy ra chính biến Tân Dậu, Di Thân Vương tái viên, Trịnh Thân Vương Đoan Hòa, Túc Thuận bị Từ Hy Thái Hậu ban chết. Tước vị Di Thân Vương bị hàng xuống bất nhập bát phân phụ quốc công, do huyền tôn của Hoàng Hiểu là Tái Thái thừa tập. Đến năm 1864 thì khôi phục tước vị Di Thân Vương, do huyền tôn của Ninh Lương Quận Vương Hoàng Giao là Tái Đôn thừa tập. Di Vương Phủ Một Chi sau khi ân phong liền được xét phân ra ở chính Lam Kỳ. Bởi vì là sau khi nhập quan mà phong tước, cho nên tình hình kỳ tịch của Di Vương Phủ lẫn Ninh Vương Phủ đều không có biến động, là Tả Dực Cận Chi chính Lam Kỳ. Số 10. Hòa Thạc Cung Thân Vương Dịch Hân. Ông là con trai thứ 6 của Đạo Quang Đế. Năm Đạo Quang thứ 30 1850, theo di chiếu của Đạo Quang Đế, Dịch Hân được phong cho tước hiệu Cung Thân Vương. Phong hiệu cung của Thường Ninh và Dịch Hân, mãn văn ý là cung kính. Sau chính biến Tân Dậu, ông được Lưỡng Cung Thái Hậu ban cho đặc ân tước vị được thế tập truyền đời, trở thành Thiết Mạo Tử Vương. Khi ấy, Cung Vương Phủ được xếp vào Tương Lam Kỳ, địa vị ngang hàng với Khánh Vương Phủ, chỉ dưới kỳ chủ là Trịnh Vương Phủ. Tuy nhiên, vương vị chỉ truyền được 3 đời thì nhà Thanh sụp đổ. Số 11. Hòa Thạc Thuần Thân Vương Dịch Hoàn. Ông là con trai thứ 7 của Đạo Quang Đế. Năm Đạo Quang thứ 30 1850, sau khi Dịch Chữ lên ngôi Hoàng Đế, ông được sách phong làm Thuần Quận Vương. Sau cuộc đảo chính, năm Đồng Trị thứ 11, 1872, ông được tấn phong làm Thuần Thân Vương. Sau này con trai của ông là Tài Phong được tập tước. Số 12. Hòa Thạc Khánh Thân Vương Dịch Khuôn. Ông là con trai trưởng của Miên Tính, hậu duệ của Khánh Hy Thân Vương Vĩnh Lân. Phong hiệu Khánh của Vĩnh Lân, mãn văn ý là chúc mừng. Vĩnh Lân lúc sinh thời không được Càn Long Đế yêu quý, ngược lại còn bị chán ghét. Đến thời gia Khánh Đế thì cũng không có đóng góp gì to lớn cho triều đình, nên tước vị của ông ban đầu được thừa tập theo quy chuẩn của Hoàng thất nhà Thanh. Tuy nhiên đến đời Thanh Mạt, vào năm Quang Tự thứ 20, 1894, cháu nội của ông là Dịch Khuông, là một trong số cận thần của Từ Hy Thái Hậu, nên được bà ban ân, hạ ý chỉ tái phong tước Khánh Thân Vương. Đến năm Quang Tự thứ 24, 1898, Khánh Vương Phủ chính thức được phép thế tập võng thế, trở thành Thiết Mạo Tử Vương cuối cùng của nhà Thanh. Ban đầu khi Khánh Vương Phủ được thành lập, được phân vào cánh phải của Tương Lam Kỳ. Khi đã trở thành Thiết Mạo Tử Vương, Khánh Vương Phủ cùng Cung Vương Phủ của Dịch Hân, trở thành hai lĩnh chủ của Tương Lam Kỳ. Bạn nghĩ gì về 12 vị Thiết Mạo Tử Vương trong lịch sử, và bạn yêu thích ai nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!